Chờ mình chút. Ok, được rồi. Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại bản tin của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên, em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Hôm nay do giải quyết công việc các bạn, do đó là thời gian livestream không có nhiều. Đúng ra là mình sẽ lên vào cái lúc 12:30 nhưng trao đổi công việc mất hết 15 phút các bạn thông cảm. Ở trong thời gian này thì đã có những bất ngờ xảy ra khi một số những cái YouTuber bảo vệ chị Hằng chọn với nhau các bạn, chọn với nhau. Nhiều người cũng đã cho mình cái thông tin này thì tôi cũng không biết là bên ai, tôi bỏ ai. Tuy nhiên, tôi sẽ nhìn nhận một cách khách quan nhất về cái câu chuyện này. Về cái câu chuyện này và mong muốn rằng cái sự nhận xét của mình không sẽ ảnh hưởng đến những cái YouTuber mà tôi cũng có đề cập ở đây. Đó là cái sự việc có một cái YouTuber nào cũng bảo rằng là thương mến chị Hằng, bảo vệ chị Hằng, đã bêm bêm em Đại Long An. Sau đó thì bên Hồ Văn Thận em ta đưa ra một cái bình luận cũng rất hay, rằng là không biết chị này là ai, thương mến chị Hằng như thế nào, làm việc như thế nào, nhưng mà tại sao cái cách ăn nói thế là không hay. Thì tôi cũng đã có rất là tò mò các bạn, tôi tò mò lắm, tôi tò mò dữ lắm. Tôi cũng đã đi vào xem cái kênh này như thế nào, và thì tôi thấy rằng là cái vấn đề nhận xét về chị này, cái chị này của Hồ Văn Thuận cũng cũng có lý lẽ, và tôi cũng mong muốn rằng cả hai bên đều phải có sự hiểu và thống nhất với nhau. Nhưng mà không không chia ta không yêu nữa thì chia tay bớt đau khổ các bạn. Nhưng chúng ta là một người phụ nữ mà chúng ta có những lời lẽ nó không hay trên mạng xã hội thì người ta đánh giá chúng ta rất là nhiều. Em Hồ Văn Thận có một cái bài viết bảo rằng là có một cái chị Thu Nguyên nào đó ha đang có những lời lẽ không hay với bạn của em ta, đó là em Đại Long An. Do đó là em này cũng có những phân tích mà tôi nghĩ rằng em này phân tích cũng có một cái sự công tâm nhất định nào đó. Ok, trên tôi qua tìm hiểu thì qua cái kênh của chị Thu Nguyên thì có ghi như thế này: Đại Long An, tao là dân kiến tường đây nè, mai có mặt tại thành phố Tân An, tao hẹn mày vào lúc 14 giờ vô công an tỉnh gặp tao, số điện thoại của tao, số vợ mày tao cũng có lưu rồi, nhớ nha Đại, đừng để tao ghé nhà mày mất thời gian, gặp nhau cho nó máu nha mày. Cái bình luận này thì nhận được 100, cái chị Thu Nguyên hả? Cái bình luận này của chị Thu Nguyên thì nhận được tới, để coi, 183 like. 183 like, tức là chị này nói cũng cũng có lý của mình và có người đi vào ủng hộ mình. Ủng hộ mình các bạn. Tôi cũng ra quá nóng lòng các bạn ơi, tôi cũng quá nóng lòng xem. Mà nói chung đó là những cái người như thế này thì không phù hợp với mình các bạn. Chửi quá đông phù hợp. Chửi quá không phù hợp. Mình chỉ nể trọng một người mà chửi, mà mình có những cái giống như mà mình có những cái vấn đề riêng để mà mình tha thứ cho chị người đó, là ngoài chị Hằng ra. Thì các bạn biết, vừa bạn vừa bè vừa đồng nghiệp ha, vừa ca sĩ vừa thủ kho vừa điện lực ha, vừa luật sư vừa nhà báo, đã xúc phạm chị Hằng rất là nhiều. Do đó trong một cái lúc nóng giận chị Hằng chửi lại như vậy, tôi chấp nhận vấn đề đó ha. Còn những cái người khác, xin lỗi, tôi không chấp nhận. Chúng ta là người phụ nữ ha, người ta thường mở câu nói rằng là mở miệng ra như bông như hoa, mở miệng ra cái yêu người mến. Do đó là tôi nói các bạn cái vấn đề mà chúng ta lợi dụng vào cái cộng đồng mạng để chúng ta lên tiếng nói nào đó ha, chúng ta phải có những người qua Mỹ. Còn khán giả bảo rằng những người bị chị Hằng chửi là đúng thì tùy các bạn. Đây cái status của chị Thu Nguyên đã được lên đến 199 like rồi các bạn. Tôi bỏ thêm like nữa đủ 200 ha. Ha. Và 35 lượt bình luận. Tôi cũng xác nhận là em Hồ Văn Thận có đưa thông tin này lên trên mạng xã hội là có thật, chứ không phải là
đưa lên trên mạng xã hội như vậy để mà vu khống ha, tôi xác minh là có. Còn cái mối tư thù của hai người này, khi ai lên nóng giận ai cũng có thái độ như vậy, tuy nhiên thì chúng ta có thể là nói trên mạng xã hội bằng lời, chứ còn khi chúng ta viết ra thì nó có mang ý nghĩa khác. Chúng ta nói bằng lời là chúng ta vô tình chúng ta buột miệng, người ta kêu bằng buột miệng ra chúng ta nói, chứ còn chúng ta dùng chữ viết giống như người ta nói là chủ quan với khách quan, cố tình với cố ý ha, cố tình với vô ý đó, thì tôi nghĩ rằng chị này viết cái dạng tâm trạng này ra với cái dạng là nóng giận, và tôi nghĩ rằng là cố tình chứ không phải vô ý. Nè, tôi qua kênh của chị Thu Nguyên này thì xác nhận là có vấn đề này, thì tôi sẽ phân tích một cách khách quan. À, xin chào chị Lê Ngọc Hạnh, xin chào anh Kiệt Trần. Chỉ vấn đề mà cùng nhau bảo vệ chị Hằng là đương nhiên, còn vấn đề mà bất đồng quan điểm là chuyện bình thường, tuy nhiên không thể nào lợi dụng cái sự bất đồng quan điểm đó mà chúng ta lên hạ nhục đối thủ, hạ nhục mà cái người chúng ta xem là đồng đội cũ, tôi không làm điều đó được các bạn. Kể cả cái bà bán rượu, bà chửi tôi là súc vật, tôi cũng không thể nào dùng cái từ mày tao với chị này, bắt quá tôi dùng cái từ ả mà thôi, đúng không, cũng nhẹ nhàng. Không thể, tôi không thể nào dùng mày tao mi tớ tụi mày thấy được, tôi không thể dùng cái được các bạn. Rồi, xin chào cô Phan Ly, xin chào các bạn Nguyễn Thanh Thức. À, xin chào anh Kiệt Trần, em lên livestream trễ do đó là thông tin này cũng rất là hay ho, à, để chúng ta ngồi chúng ta bàn luận về vấn đề này. Không phải là các anh chị lên trên mạng các anh chị bảo rằng tôi là fan chị Hằng rồi muốn thích xúc phạm người nào là xúc phạm, trên cả bản thân chị Hằng cũng không muốn điều đó. Do đó các bạn hãy nhớ kiềm chế ha, nóng tính là bản năng, kiềm chế là bản lĩnh, các bạn nhớ đến điều đó nha. À, bản năng chúng ta nóng tính, còn chúng ta kiềm chế nó lại thì chúng ta mới có cái bản lĩnh kiềm chế nó, các anh chị gắng cố gắng. Thì tôi không biết giữa em Đại Long An và chị Thu Nguyên có cái sự mà hiềm khích gì với nhau, nhưng tôi thấy liên tục trong vòng có mấy tiếng đồng hồ, à, chị Thu Nguyên đã lên ba cái đăng đàn, ba cái status. Ok, thứ nhất là Đại Long An, tao từng dẫn đường link kêu gọi khán giả đăng ký kênh mày, mày đừng xóa clip nhục mạ tao nha, tao có mặt ở Long An thì hỏi thăm mày, mày mạnh dữ tha. Sau một tiếng đồng hồ nữa thì có cái status là Đại Long An, mày vô cớ nhục mạ tao, mày nhớ tao là dân Long An nha mày, mày không xin lỗi tao thì đừng có trách tao nha, tao không phải để cho mày làm nhục khi mày không phải là phường trôi sông lạc chợ, không cửa không nhà. Thêm một cái status nữa là Đại Long An, tao là dân kiến tường nè, mày có mặt tại thành phố Tân An nha, tao hẹn mày lúc 4 giờ vô công an tỉnh gặp tao, số nợ của tao, số vợ mày tao có lưu rồi, nhớ nha Đại, đừng để tao ghé mày mất thời gian, gặp tao cho nó máu nha mày. Thì tôi nghĩ rằng là chị viết cái dòng ha, chị viết cái dòng phản biện như vậy nó rất là dở, và nó có thể để người khác giờ dựa vào cái cớ này để bảo rằng mình đang đang hăm he và tấn công ai đó trên mạng xã hội, mặc dù hành động này nó không diễn ra, nhưng người ta thường nói rằng phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Do đó những cái dàn tin nhắn như thế này, nếu mà chúng ta ghi lại như vậy là bằng chứng chứng tỏ chúng ta đang cố tình hăm dọa một ai đó, và chưa đi vào công an chị Thu Nguyên đã bị vi phạm pháp luật. À, tôi thì tôi thấy chị này cũng có những cái câu nói về chị Hằng cũng rất là hay. À, tôi đó các bạn là tôi là con kênh YouTube ra độc lập, đừng có kéo và tôi vào cái câu chuyện nào cả, ai cũng bảo vệ chị Hằng cũng đều có cách bảo vệ, do đó có thể là có những cái những tư tưởng bất đồng là chuyện bình thường, tuy nhiên lên trên mạng xã hội chúng ta là một nhà truyền thông nhỏ, chúng ta phải nói những cái đúng, bài trừ những cái sai, những việc làm tốt thì chúng ta nên nhân bản, những việc làm sai thì chúng ta hướng dẫn mọi người tránh xa, và bài những bài học kinh nghiệm về vấn đề sống để chúng ta tiếp tục sống vui sống khỏe mà không gặp áp lực, là ý nghĩ của kênh là như vậy thôi. Chứ tôi thấy chưa có hẹn Đại Long An lên trên lên lên trên công an phường đó, chúng ta sai rồi, đây là những lời lẽ hăm dọa đó, những lời hăm dọa đó các bạn, chứ không phải là chúng ta ghi như vậy thì tôi giận quá tôi ghi như vậy thôi, chứ tôi không ý gì, không phải đâu, không phải là như vậy ha. Cái vấn đề đúng hay sai hãy cho pháp luật người ta lên tiếng. Chị Thu Nguyên ghi như vậy là rất dở, và có thể là cái cớ để cho bên kia tấn công tiếp tục nữa,
Vì những lời lẽ này là những lời lẽ không phải là giảng hòa mà là những lời lẽ tấn công. Do đó em Hồ Văn Thận em cũng bảo rằng nếu chị cần thì em ra tiếp chị luôn. Bởi vì nó vừa vào cái sai này ha, nó vừa vào cái sai này để mà nó lên án luôn. À, Hồ Văn Thận một tiếng trước em đã có gửi cho tôi hỏi như thế này: nghe nói người phụ nữ tên Thu Nguyên này đòi hẹn Đại Long An lên làm việc tại công an tỉnh Long An lúc 14 giờ hôm nay. Không biết Đại Long An nói gì đặc biệt, tội gì mà chỉ có mâu thuẫn giữa hai người. Nếu Đại Long An có sai với chị thì tôi cũng không bên bên cũng không bên Đại Long An. Đúng rồi các bạn, người ta sai trái mà mình bên vực cái sai trái đó để mà chèn ép người khác, đó là hành động nói về pháp luật là vi phạm rồi đó, còn nói về đạo đức là không được. Có lợi cho mình mà có hại cho người khác, thật giả không phân biệt thì chúng ta là cái người không ra gì đó. Do đó là nhưng cũng ơn trời, nhờ sự kiện này mà tôi vô tình hiểu rõ hơn về con người của chị, thấy không? Mình lỡ mai mình lên trên trên mạng mình bảo rằng là mày tiêm y tế thì người ta vào cái kênh mình, người ta chú ý và người ta đã phát hiện ra những cái vấn đề ghê quá. Vì thế hôm nay tôi xin mạn phép đưa hình ảnh chị lên và còn gạch chéo mặt chị nữa, sao kỳ vậy ta? Tôi cũng xin phép khẳng định chị là một kẻ xuyên tạc chống đối chính quyền, xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Nếu là công dân yêu nước chẳng ai biết về những quả xuyên tạc như vậy, xúc phạm chính quyền như thế. Chị nói thử xem chị làm với chức vụ gì mà địa cao mà cao dữ dằn dữ vậy, lên mạng thể hiện thái độ thấy sợ quá vậy, ăn nói cọc cằn tao mày nghe bổ bổ bả thế. Không biết đọc xong bài này chị có nhu cầu gặp tôi không thì cứ hẹn tôi lên công an tỉnh Long An hầu chị nhé. Nhớ là hẹn đúng ngay công an tỉnh trình bày ý kiến quan điểm. Hồ Văn Thận, số điện thoại. Ồ, Thận này cũng cứng nha. Rồi Hồ Văn Thận nó khui ra được một hình ảnh ha, một hình ảnh không biết hồi năm 1900 hồi đó thế nào đó, mà hình ảnh chị Thu Nguyên này có chụp chung với nhà báo Trương Châu Hữu Danh đó, các bạn thấy không? Tôi đã nói rồi, đã là phúc thì không phải là họa ha, đã là họa thì không thể tránh khỏi. Các anh chị cứ tiếp tục chơi với nhau đi, tôi ngồi ở ngoài tôi làm trọng tài ha. Mà tôi cũng khuyên chị Thu Nguyên hãy giữ hết sức rồi bình tĩnh, nó bắt dính cái đuôi của chị rồi đó, thấy không? Ok, nó bắt dính cái đuôi của chị rồi đó. Chị chụp hình chung với ai với anh Trương Châu Hữu Danh dù vô tình hay là vô ý, nhưng anh Trương Châu Hữu Danh này đang bị bắt, thì từ cái chỗ đó nó suy luận rằng chị có cái mối quan hệ gì với anh này. Nó dịnh vào đấy chứ chứ không phải là mà đơn giản mà nó lên mạng nó nói như vậy đâu, nó đâu có quyền đó, đúng không? Chúng ta bị tội hay không bị tội là do cơ quan chức năng người ta khai phán tội, nhưng tại sao em Thuận này đã lên mạnh dạn như vậy ha, anh em Thuận này lên mạnh dạn như vậy là trong đó nó đã biết cái gì của đó, nhưng mà người ta nhẫn nhịn mình có sai một cái gì đó nhưng người ta nhẫn nhịn mình, vì mình bảo vệ chị Hằng, do đó người ta chấp nhận cái sai đó, nhưng không phải là vì mình bảo vệ chị Hằng mà mình thích thể hiện trên không gian mạng. Nó đem cái tấm hình đó lên trên công an, nó bảo rằng tôi thấy chị này chụp chung với ông này như thế này nè, rồi như sao, rồi A B C D, hoặc là trong tay nó có những cái cuộc ghi âm hay là cũng có một cái cuộc bàn tán nào đó với ông Trương Châu Hữu Danh thì làm sao, ví dụ như vậy, dù vô tình hay cố ý, cái đó các bạn thấy là có phải là cái đó là cái nghiệp mình mang vào không? Tôi nói giận quá là mất hay ha. Do đó tại sao tôi làm vấn đề về thiền am hay là làm vấn đề về chị Hằng chỉ một mình tôi thôi, tôi không có mối quan hệ vì bất kỳ một YouTuber nào cả, ok? Không bên nào vừa bên nào đâu. Đó thì tôi nói các bạn, 49 cặp 50, người ta biết cái sai của mình như vậy ha, người ta biết cái dở mình như vậy, người ta không nói tại vì người ta nhịn mình thôi, người ta nhường nhịn mình thôi chứ không phải là mình đúng hoàn toàn 100%. Chứ đừng có tưởng bở lên chế độ công an nó đưa cái hình chụp chung giống như không danh ra cái rồi sao tự nhiên nó bị điều tra luôn. Có đâu có phải là tự nhiên tấn công Đại Long An chi để thì mình mang cái nghiệp trong mình đâu, mình không cái nghiệp đó bộc phát ra ngoài rồi sao? Thì tôi nói các anh chị giữ bình tĩnh lại, xóa hết những cái đoạn người ta tút nó đi, tránh voi không xấu mặt nào, đúng không? Hẹn ra quán cà phê ba mặt một lời là xong, không có cần phải mà lên đến nơi pháp định như vậy. Bây giờ em Hồ Văn Thận tố lại chị Thu Nguyên đó, chị Thu Nguyên dám lên không? Tôi nghĩ rằng không dám lên rồi đó, không dám lên rồi. Mà lỡ lên trên đó nó đưa cái hình chụp chung với Trương Châu Hữu Danh dù vô tình hay cố ý thì xong hàng. Ai
Em Đại Long An tôi nói thật là nó cũng không có vừa, nó cà khịa cũng cũng không có vừa, nhưng mà nói chung á là nó cà khịa ai cũng có mục đích của nó. Tại sao tôi nó cà khịa đúng không? Tại sao em Đại Long An nó không chửi tôi? Tôi với nó cũng là cùng thái cực, nó chống Thiền Am, tôi bảo vệ Thiền Am, thì nó không chửi tôi bằng những lời tục tiểu như vậy. Mà tại sao nó làm gì như vậy? Thì chúng ta phải phải có một cái gì đó ha, mà để nó cảm thấy ghen ghét rằng cái người đó đang lợi dụng ai đó nó mới lên tiếng nói. Tại sao Đại Long An nó chửi tôi vào kênh nó còn nói hôm nay anh vô thăm em nữa, tại sao nó không chửi tôi trong khi tôi nó chống Thiền Am, nó chửi thì ông nội tục tiểu này kia đâu mà tôi vô nó không chửi tôi, nó hiểu rõ con người của tôi. Ai đó cũng có một cái sai lầm hay là một cái gì đó, nhưng mà vì kiêng nể với nhau, người ta không nói ra cái điểm yếu của mình nhắm mình hơn người ta cái gì không, mà mình lại có những lời hùng hổ hổ báo cáo chồn như vậy. Bây giờ bên phía Hồ Văn Thận nó đưa cái hình ra cái chị này chụp chung với Trương Châu Hữu Danh, chết không? Cái rằng các bạn nghĩ là cái chuyện Trương Châu Hữu Danh còn điều tra nữa không? Đó thì tôi cũng xin kết thúc cái bài phân tích tại đây, và tôi sẽ phát lại vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm nay. Nhà sát bên nó sửa rồi các bạn, do đó là ồn ào lắm, mình cũng không thể nói thêm được, mà mình có âm minh được ai. Nhưng tôi thấy rằng chị Thu Nguyên đã dở rồi, lên trên mạng mà chửi mình là nữ mà mình chửi mày tao mày tớ là dở, và mình chấp chấp nhận cái dở đó, chấp nhận cái sai đó để mà mình sau này mình rút kinh nghiệm mà sống tốt hơn, chứ không phải vì cái dở đó mà mình lao theo mình. Cái đó không phải là phúc bữa mà nó là cái họa, mà mình cái họa đó nó vì cái đạo đức của mình mà nó không không hiện ra bên ngoài được. Nhưng bây giờ cái phúc đó đã hết thì cái lập lập tức cái họa đó sẽ hình thành ngay. Mấy các bạn thấy hai bên đều bảo lại chị Hằng, mà nhỡ bên hai bên đều bị tù tội hết, các bạn có vui không? Bản thân tôi thấy vui không nổi rồi đó. Còn các bạn nghĩ như thế nào, xin vui lòng để lại bình luận dưới video này. Một lần nữa xin cảm ơn và tạm chào cả nhà, chúc cả nhà có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Các bạn thấy ồn ào không? Quá ồn ào đúng không? Ồn ào quá ồn ào rồi đó, nhà kế bên sửa các bạn. Ok ok à, nữa đi. Khán giả thấy mình phân tích được không? À, mình đi làm cái người mà thương mà một người đi giảng hòa vi ví trong cuộc sống này được không các bạn? Nếu các bạn thấy được, các bạn hãy like, subscribe ủng hộ mình các bạn nhé. Các bạn thấy mình nói chuyện hay không? Trời, nói như vậy mà còn bị chửi súc vật súc sinh nữa các bạn. Thì nói gì nữa chăng nữa. Chúng ta giận người ta, chúng ta lên nói bằng cái cửa miệng thì ok. Nhưng chúng ta đã suy nghĩ để chúng ta viết một cái đoạn ta tốt nào đó, là chúng ta đã gửi tâm trạng chúng ta vào đấy. Mà tâm trạng chúng ta là chửi thề nói tục thì cho dù chúng ta đúng thì chúng ta cũng phải sai thôi. Đó, tôi nghĩ rằng chị Thu Nguyên cũng nên rút kinh nghiệm ở đợt này. Cả hai bên ngồi thương thảo với nhau, ra quán cà phê nào đó ngồi thương thảo với nhau và xóa hết ta tút đó đi. Rồi xong, làm như vậy bên cái nhóm kia nó cười thúi mặt, đúng không các bạn? Thúi mặt luôn á. Và ai bên giật tầm bậy thì cũng coi chừng. Giống như trường hợp mà giữa có một cái diễn đàn hỏi giữa Lạc Phong và thầy Di Mi Quỳnh bên giật ai, cái anh đó anh nói tôi không biết nữa, tại vì tôi thấy hai người ngang nhau 50-50 là đúng, phần mình là đúng, chứ còn nói nghiêng ra hai người đó thì sẽ bị khán giả hai người đó vào đập chết. Mà bây giờ các bạn thấy là mà nếu mà ủng hộ Lạc Phong cái là xong hàng rồi đó, không mất cả bại hoại mất cả gia phong cho nó. Trong vấn đề này tôi không ủng hộ hết, nhưng mà tôi thấy chị Thu Nguyên lên trên mạng viết như vậy là rất là dở, là chính vì cái điều đó dở đó mà dẫn đến nghiệp của chị người đó. Thôi thì tôi nói bao nhiêu công chuyện đó thôi, là mình đi làm đi kiếm ăn chứ không kiếm chuyện các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tâm trạng cả nhà, chúc cả nhà nhiều vui vẻ, mắt hạnh phúc, bye bye.